Thì trước anh kiếp mà hôm nọ ông quay ấy, em bảo là đi sơn tỉa dọn dẹp đánh bóng ấy. Xong rồi anh chị nhá, sạch sẽ thôi. Đấy, bóng lọng luôn. Vừa rồi thì có sơn tỉa này, đánh bóng cả xe, dọn dẹp nội thất và thay hai con cảm biến oxy của chiếc này. Đấy, có nghĩa là nó mượt mà hết. Thì vừa rồi thì cắm máy vào thì là nó có báo là cái cảm biến oxy, cảm biến khí thải thì là thay luôn hai con mới luôn. Đấy, hai con mới luôn, vẫn còn hóa đơn luôn anh chị nhá. Mất 2 triệu mấy 3 triệu ấy. Thì xe hôm nay nó còn nó lên long lanh rồi. Lên long lanh anh em nhá. Escape 209 số tự động, động cơ 2.3 tư nhân biển Hà Nội 31117 đây. Rất là đẹp luôn. Rất là đẹp luôn cho một con xe SUV gầm cao, 5 chỗ ngồi. Đấy. Đây. Và cửa tiền của em nó là 275 triệu. 275 triệu cho mỗi Escape này anh chị nhá. Đây, nội thất này. Rất đẹp. Ok luôn anh chị nhá. OL13 bạn. Đấy. Thì hôm nọ em lên video đấy, em cũng có giới thiệu là trước này em phải đi tỉa sơn và đánh bóng, dọn dẹp cả xe. Dọn dẹp cả xe các bác nhá. Thì bây giờ em nó lên hình hài là nhìn nó rất là, nhìn rất là đẹp luôn. Rất ngầu. Bóng nhảy luôn. Đấy. Kính pho này. Rất đẹp. Đăng kiểm đến tháng 2 năm 2022. Và cửa tiền 275 triệu đồng thì nó cũng rất hợp lý cho một em xe số tự động mà 4 máy nhá. Cho thằng Escape này là từ cuối năm 2007 đổ lên là bây giờ là toàn sử dụng máy 4 máy thôi, 2.3 đấy, không còn dùng V6 3.0 nữa nên là rất là tiết kiệm luôn. Và cái khoản xăng cộ. Đấy, sơn xi thì các bác nhìn thấy này. Rất là đẹp, xe thì cam kết với các bác là không có tai nạn đâm sôi ngập nước gì cả. Sơn xi còn đẹp, nội thất đẹp, máy số rất là chất. Vừa rồi có một vài con cảm biến thì đã được thay rồi. Đấy, về anh em chỉ việc sắt đi thôi. Mấy con cảm biến khí thải. Đấy, xe thì trang bị màn hình camera lùi đầy đủ chị nhá. Cảm biến khoảng cách sau đầy đủ này. Đó. Biển Hà Nội rất là đẹp. Con này số tự động một cầu. Đấy, bác nào ở khu vực mà không ít khi phải trèo đèo lội suối thì đi con này cũng được. Một cầu. Đấy, bác nào mà hay trèo đèo lội suối chúng ta có thể tham khảo dòng hai cầu. Thì bên em có một mẫu hai cầu Escape hai cầu 2.3 2005. Đấy. Giá 180 triệu. Anh chị nhá. Thì trước này đang được bên em vào chào bán với mức giá là 275 triệu cho em Escape này. Đấy, giá trên là bao gồm hồ sơ và vận chuyển rồi. Bác nào quan tâm alo cho em Quang nhé. Theo số điện thoại là 0358 286 286. Đấy, em Di Quang ô tô chất. Và đồng thời nếu đây lần đầu tiên với chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em thì cho em xin một nút đăng ký kênh và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày theo ngày tháng anh chị nhé. Giá lóc này, lóc xe là còn rất là đẹp luôn, thẳng căng luôn anh chị nhé. Xe không có tai nạn đâm sôi cả, rất là gọn gàng, rất là gọn gàng luôn đấy. Đấy, rất đẹp. Đèn gầm của em nó là đèn bi xilông luôn nhá. Đấy. Rất ổn luôn. Đây, form phần dáng phần đầu đây các bác nhìn này. Vào lỗ máy cho bác xem nhá. Đây, đóng cửa mở cửa này. Rất là chắc chắn luôn. Đấy. Cửa tiền hợp lý, order 13 bạn. Máy số chất. Thì Escape nó từ năm 2000 đến năm 2007 thì là số mà nó vẫn là số gãy trên vô lăng. Đấy, thì cuối năm 2007 đổ ra thì là máy 2.3. Đấy, thì đã được số được ở xuống dưới này. Đấy. OD này, tăng tốc đột ngột này, đầy đủ hết này. Bấm vào đây nhá. Đấy. Là số tự động rất đẹp luôn. Vô lăng đẹp này. Đó. Vô lăng nhìn rất mướt luôn. Trông rất là bầu bĩnh. Rất khôn. Đó. Đẹp cực kỳ luôn đấy ạ. Gái nhảy này. Đó. Đây là hôm nay đi Hải Phòng. Đó. Qua chốt. Nói chung là còn rất là đều xe. Rất đều xe chị ạ. Rồi cho anh em xem phần khoang máy động cơ nhé. Khoang máy động cơ của em này thì nó rất là gọn gàng. Máy nổ rất êm luôn. Đó. Khoang máy này thì em chưa động chạm gì, chỉ động chạm mấy con cảm biến thôi. Đấy, máy móc chưa rửa chưa vệ sinh như chị nhá. Đấy. Không đâm sôi gì cả. Tem mát còn nguyên. Tem dập chìm ấy nhá. Đó, ok luôn.
Rồi bác nào quan tâm chiếc X-Cape này nhá thì alo cho em, cho số điện thoại là 0358 286 286 nhá. Em Di Quang ô tô chất, và đồng thời nếu đây là lần đầu tiên mà anh chị theo dõi được kênh mua bán ô tô cũ của em thì cho em xin một nút đăng ký kênh nhé, và một nút chuông ở phía bên tay phải màn hình để được cập nhật những cái mẫu xe mới nhất mà bên em về hàng ngày trong ngày tháng. 275 triệu đồng mẫu X-Cape 2009 này, tên tư nhân biển Hà Nội này nhá anh chị nhá. Ok, thế còn lại anh chị.